Thế cung tấn nhất tâm lãnh kính lễ thập phương thường trụ tam bảo, như tề như hoa cũng vừa như phái mùi khói hương theo ngài mãn biến mãn các mười phương cũng vừa tất cả và không có các cái gì không liên quan phạm gọi là bất làm phạm sự tất cả ấp phật pháp tam bảo thể thường biến mãn đều hiện hữu khắp nơi nguyện khiến như hoa này đồng như các pháp tánh phổ hương tất cả các khỏi phật cũng vừa làm phật sự cũng dụng cụ của cúng dường tất cả người chưa lúc nào cũng có. Hôm nay con xin đem tất cả các hương ngon và cảnh văn bảo cái các trang sức quý báu vi diệu vô số ẩm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực kỹ thuật họ bộ thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tặng khắp người chưa mà mình có thể hình dung nhớ tưởng đều cúng dường với tất cả cúng sanh cũng hiến cúng dường trong các thế giới có người tôn cúng dường. Hôm nay con xin đề nghị nếu người chưa tôn cúng dường nguyện được cảm giác khiến họ tôn cúng dường lại nguyện thân hơn nên chóng có thể biến Phật các con quả nước ở mỗi nơi có Phật pháp tâm đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sanh phụng hiến cúng dường cho tất cả pháp thân sắc thân xá lợi tượng phù đồ quý pháp và tất cả các phật sự của chư Phật cúng dường tất cả pháp tạng và nơi thuyết pháp cúng dường tất cả thánh hiền tăng tốn nguyện cùng với tất cả chúng sanh tu hành cũng dù như thế nào làm được thành tựu được ma la mật từ vô lượng tâm nghĩa xa tất cả các tốn tịnh tĩnh không sanh không diệt một vị bình đẳng gì là vị thanh tịnh cứu cánh viên mãn chỉ cúng dường. Om Yagana Sam Bala Patara 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 Om Yagana Sambhava Vatadaha. Tính thần là tâm đúng các loại hương hoa là tàn phân họ cái các tặng tân sức khí báo vi diệu vô số ẩm nhạc ánh sáng đèn nén ẩm thực y phục họ cụ quốc nha cho đến tất cả những dụng cụ cũng như là tâm yên hãy liền giờ oi lực thần chú này biến hiện ra cũng như các người tư pháp thân sắc xá lợi hình tượng của bộ miếu pháp và tất cả các phật sự của chư Phật cũng như tất cả các bạn và nơi chúng pháp cũng như tất cả hình thánh tam tốn và cùng những người nơi nước địa tạng vương địa tạng bồ tát nhất tâm phục thỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật các đại chúng nhân nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thì di não quá khứ phải đức phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thi não quá khứ phải đức phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô tỳ bà thi não quá khứ phải đức phật bạn đại chúng nhất tâm phụng thỉnh nam mô phổ quảng phật đẳng 13 đức phật nhất tâm phụng thỉnh nam mô
Phổ Quan Phật Đản Nam 13 Đức Phật. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Phổ Quan Phật Đản Nam 13 Đức Phật. Các đại bình chứng minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiếu Thắng Tất Cả Phật Sự. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiếu Thắng Tất Cả Phật Sự. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiếu Thắng Tất Cả Phật Sự. Tất Cả Phật Sự. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Ba Đời Tất Cả Các Đức Phật. Tất Đại Chứng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Thiên Sát Thiện ác nghiệp báo cứng vi diệu phát tạng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Thiên Sát Thiện ác nghiệp báo cứng vi diệu phát tạng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Thiên Sát Thiện ác nghiệp báo cứng diệu phát tạng. Tóm lại đúng không? Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Pháp Tạng. Pháp Tạng Tưởng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thắng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thắng. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Mười Phương Tất Cả Hiền Thắng Tất Đại Chứng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Kim Tịnh Chứng Đồ Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Kim Tịnh Chứng Đồ Tát Đồ Tát Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Kim Tịnh Kim Tính Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quan Thế Âm Bồ Tát Quan Thế Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Tam Phổ Tỉnh Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam Tam Phổ Tỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Lam Bát Bộ Tam Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp và tất cả thành thánh chúng. Nam Tam Phổ Tỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Lam Bát Bộ Tam Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp và tất cả thánh chúng. Nam Tam Phổ Tỉnh Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Lam Bát Bộ Tam Già Lam Nội Hộ Chánh Pháp và tất cả thánh chúng. Duy nguyện Thích Ca Từ Phụ Bảy Đức Phật Thế Tôn Nam 13 Đức Phật Tất Cả Các Bậc Giác Ngộ
tha tâm đạo nhãn khái nha vô hại thành thông tự tại con lâm đạo tràng nhất thủ chúng con kiến thành tự chủ. Nguyên nguyện Đức Phật tất cả từ phụ bãi Đức Phật Thế Tôn năm 13 ba Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nha vô hại thành thông tự tại con lâm đạo tràng nhất thủ chúng con kiến thành tịnh chứng. Nguyện nguyện Đức Thích Ca từ phụ bãi Đức Phật Thế Tôn năm 13 Đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn thấy nghe vô ngại thành thân tự tại quan lâm đạo và biết phụ chúng con chúng thành. Báo thông tướng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh đoạn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhà con cúng dường chiên xác thiện ác nghiệp báo thông tướng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh đoạn khắp hư không hiển hiện đạo tràng nhà con cúng dường chiên xác thiện ác nghiệp báo thông tướng tất cả mười phương pháp tạng thanh tịnh cúng cùng trang pháp tấn trọn pháp hư không hiện hiện đạo tràng nhà con cũng nhiều. Kiên tịnh tín đồ bát kiên tịnh tín đồ tán Bổ Đề Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát Bồ Sư Lợi Bồ Tát Mười Phương Tất Cả Hiền Thánh Thông Xã Từ Bi Quan Lâm Phép Tọa Thương Xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tín Bồ Tát Bổ Đề Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát Bồ Tát Bồ Sư Lợi Bồ Tát Mười Phương Tất Cả Thánh Hiền Thông Xã Từ Bi Quan Lâm Phép Tọa Thương Xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Kiên tịnh tín đồ Bồ Tát Bổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mười phương tất cả hiền thánh thông xã từ bi quan lâm phát tọa thương xót ủng hộ chứng minh hành pháp của con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát các bậc cứu thế các bậc dẫn dắt đại trí huệ luôn dùng lời làm nhẹ nhàng an ủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại tăng trưởng lòng tin hiểu sâu các đại từ bi không rời bỏ nguyện phóng đại văn minh tròn đài sở nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Ha Tát là các bậc cứu thế các bậc dẫn dắt đại trí huệ luôn dùng lời nhẹ nhàng an ủi nhân dân từ các cứu nạn tăng trưởng lòng tin hiểu sâu tỉnh của con dự vững đạo tràng ngăn các ma tướng thể hiện kiếp
từ thiện sở tôn của con, tự tại nguyên tử hộ pháp chi lam già lam chân tế, tùy thuận lời khẩn của con giữ vững đạo tràng, nên các ma tướng thị hiện tiểu tường khiến sở tu của con tự tại thành tựu. Tám lễ tam bảo con nghe trong điển chánh pháp trì, ánh đức chân thật vô biên độ khó các hữu tình, tâm hoan hỷ lễ hàng từng tôn vô lượng phước, nay được lễ Thế Tôn nguyện trong nguyện trong vô lượng kiếp không tu pháp có nhiều chủ tâm tưởng công đức lễ lại lên một hàng ngàn. Ôm nam mô man trụ sở di ye na ma ha su sở di ye ma na ma ru un ma na ma un ma sở di ye so ha. Ôm nam mô ôm man tu sở di ye na ma ha su sở di ye na ma un ta ma sở di ye so ha. Ôm nam man ôm nam mô man tu sở di ye na ma ha su sở di ye na ma un ta ma sở di ye sa ha. Ôm nam mô man tu sở di ye na ma ha su sở di ye ma na ma un ta ma sở di ye sa ha. Ôm ma mô văn su tu sở di ye na ma ha su sở di ye na ma un ta ma sở di ye sa ha. Ôm ma mô văn tu sở di ye na ma ha su sở di ye ta ma sở di ye sa ha. Ôm na mô man su sở di ye na ma ha su sở di ye na ma un ta ma sở di ye sa ha. Ôm na mô man su tu sở di ye ma ha nam ma ha su sở di ye nam ma un ta ma sở di ye sa ha. Om nam mô man tu sở di ye nam ma ha tu sở di ye nam ma un ta ma sở di ye sa ha. Xong các tay cung kính thành tâm khẩn cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia trì chuyển nhau việc lễ lại công đức được tăng trưởng viên mãn. Nam tăng đảnh lễ Đức Phật quá khứ tiền bà Thế Như Lai.
lời Phật A Di Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Phật Phổ Quảng Như Lai. Đức Phật Phổ Quảng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Phổ Minh Như Lai.
Nhã tâm đã lễ Đức Phật ngự không mẫu hoa hoa Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật ngự lên tâm nghiêm gương Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật phổ hiện sát thân quang Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật bất động chỉ quang Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật hàng phục chúng ma vương Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật bài quán âm Như Lai. Nhã tâm đã lễ Đức Phật tiểu hệ ảnh Như Lai. Đảnh lễ Đức Phật sở tự hống tự tại lực vương Như Lai. Nhã tâm đảnh lễ Đức Phật diệu âm thánh Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật hệ oai đảnh vương Như Lai. Nhã tâm đảnh lễ Đức Phật bát đầu thắng vương Như Lai. Tổ dây quang Như Lai. Nhã tâm đảnh lễ Đức Phật tôn Ma Na Hoa quang Như Lai.
Tâm đảnh lễ Đức Phật A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quan Thế Âm. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Vô Lượng Âm Thân Vô Lượng Ra. Tâm đến lễ Đức Phật Tài Văn Như Lai. Nhắm tâm đến lễ Đức Phật Kim Hài Văn Như Lai. Tâm đảnh lễ Đức Phật Sơn Hải Vệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Đại Thánh Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật Nhật Ân Hiến Pháp Đàn Mãn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Phương Đông Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Đông. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Đông. Nhất tâm đảnh lễ Đông Nam Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Nam. Nhất tâm đảnh lễ Tây Nam Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Tây Nam. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng. Nhất tâm đảnh lễ Tây Bắc Phương Tất Cả Chư Phật Sở Hữu Sắc Thân Xá Lợi Hình Tượng Phù Đồ Hiểu Pháp Tất Cả Phật Sự Quán Tưởng Phương Tây Phương Tây Bắc. Nhất
tâm lãnh lễ. Bát phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ, nếu tất cả Phật sự quán tưởng phương nhất. Tâm đánh lễ đóng góp phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ, nếu khắp tất cả Phật sự quán tưởng phương tâm nhất. Tâm lãnh lễ hạ phương tất cả chư Phật sở hữu sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ, nếu không tất cả Phật sự quán tưởng phương ở dưới. Tâm lãnh lễ thượng phương tất cả chư Phật sở hữu sắc sáng sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ, nếu không tất cả Phật sự quán tưởng phương ở trên. Nhất tâm đảnh lễ mười phương ba đời tất cả chư Phật. Tâm lãnh lễ mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm lãnh lễ mười phương tất cả pháp tạng. Nhất tâm lãnh lễ chiêm sát thiện ác nghiệp báo cân di diệu pháp tạng. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả thánh hiền. Nhất tâm đảnh lễ mười phương tất cả thánh hiền. Nhất tâm đảnh lễ kim tịnh chứng đồ bát tát ma ha tát. Tâm lãnh lễ phổ hiền Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, Văn Thù Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lãnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Tâm lãnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lãnh lễ Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nhất tâm lãnh lễ. Từ vô
vô thị để thay. Thường vì cộng hạnh ba của ba nghiệp sáu căn làm chủ hại nên không thấy được quy Phật. Con biết sự quan trọng của việc xuất ly sanh tử, thuận theo sanh tử, không biết giáo viên lý vi diệu. Mặc dù nay đã biết nhưng do tôi cùng chúng sanh đều bị tất cả cộng hạnh làm chủ hại, giờ đây con nói trước Bồ Tát Địa Tạng Vương mười phương chư Phật, động vì chúng sanh mà ghi nặng sám hối, ghi nguyện gia hộ khiến cho con và chúng sanh tội chướng tiêu diệt. Vì tất cả chúng sanh khắp pháp giới nguyện vọng trừ ba chướng nguyện mạng sám hối, con cùng chúng sanh vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp một trong lòng suy tính là tham nhân và hai ngồi lại tuy không động nhưng ác tâm lan tràn sáng ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, bảy cây giấu lỗi lầm không muốn nghĩ, tám không sợ quả báo trong ác đạo, chín không có phúc hộ thật, mười không đã hoài nhân quả. Vì thế ngày nay một tin sâu nhân quả, hai sanh lòng hổ thẹn, ba sanh tâm chứ sợ ác đạo, bốn pháp đồ sám hối, năm loạn tâm tu tục, sáu sát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, bảy tinh thần sắc, tám ba nghiệp sửa đổi cộng hạnh tâm quá khứ, tám từ nghiệp thành thái người tiếp hiện nhỏ, chín niệm mười phương chư Phật có đại phước hệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sanh từ trong những sanh tử vô tận đến bờ của tâm. Mười từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịch nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịch không vì chúng sanh cao đạo bồ đề phạm tu các mười thiện đoạn tất cả nhiều ác, duy nguyện hết thảy tam bảo vị Phật Bồ Tát từ bi nhanh chóng từ diệt từ thôn dựng kiếp đến nay
hoặc ác tứ trọng ngũ bệnh điên đảo thủ đoán thay đảo gọi mắt xìa lưỡi cầu cánh như vậy vốn là không tịnh nhưng từ hư vọng khởi tâm điên đảo cảnh thực sự có định hướng chi là chứng đắc nguyện tất cả chúng sanh nhanh chóng đạt được bổn tâm vĩnh viễn diệt trừ tội căn. Sau khi sám hối hay tinh văn ló chay tiếp tục suy xét lại hiện đời bản thân mình đã từng phạm các lỗi các tội lỗi sai quá nhiều, ví dụ tà dâm coi những thứ đầu trị bất hiếu chủ thề sát sanh phá thai trộm cắp dùng các kích thích vân vân thì lại ý tăng vật các tội lỗi đó ra đối trước Phật Bồ Tát tiến hành ăn năn sám hối thì không tái phạm lại. Sám hối xong thì nên hạ bệ tâm bỏ.
hướng, con lễ ở trịnh thị mộng trên pháp gia thánh nguyên, chí tâm hồi hướng nguyện lên tất cả công đức mà con tu được, làm lợi ích cho tất cả chúng sanh nhận đến lễ sáng. Con bao nhiêu công đức hãy đều lên hồi hướng cho tất cả chúng sanh khắp trong hư không pháp giới, nguyện cho tất cả chúng sanh thường được an lạc, các bệnh khổ muốn thực hành pháp ác hãy đều thân thành ông tu nghiệp như vậy thì nhiều nơi tự tấm tấm đặt cửa của tất cả các ác thú mở bãi đường tránh nơi riêng niết bàn, đồng hướng đến Phật trí đến thành niết bàn. Xin nguyện chân thiện con đệ tử trịnh thị mộng trân pháp danh thánh nguyên chí tâm phát nguyện nguyện mười phương tam bảo địa mình tạm từ con tu số hộ trì của thần đến những điểm đến này tuy từ tuy tâm rộng loạn chánh pháp lưu thông tất cả đều sanh tịnh tiến không gặp các chứng ngại khổ hiểm đoạn trừ hóa đạo và tà ti tà kiến con và chúng sanh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời xa lìa sầu bi khổ não cuộc sống sung túc tam tụ giới tăng rốt ráo thanh tịnh hai loại quán hai đạo ứng nghiệm hiện tiền tam muội tổng trì thành thông phương tiện từ giết lục độ tất cả đều vi thành liễu ngộ tự tâm nhất thật cảnh giới bỏ thân khỏi thế giới này sanh lên sanh tại Phật tiền đối diện Di Đà thắm tận cứu Phật được Phật thọ ký trở lại thành đau phổ độ quần mê đồng quy mặt tạng. Tự quy y Phật xin nguyện chúng sanh thể theo đạo đại đạo học lòng của thượng Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bồ Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Phật.